Rồi, chào mọi người, thì hôm nay mình lại tiếp tục với các bạn quay dòng xe nhập khẩu là chiếc Vario ha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật những cái màu sắc của chiếc Vario 125, 150 cho các bạn cùng tham khảo. Đồng thời mình báo giá trong dịp cận Tết này cho các bạn luôn. Rồi thì nói về Vario thì nó sẽ có hai phiên bản là 125 và 150. Thì như các bạn thấy là trước mặt các bạn mấy cái màu này là mấy màu mới ha, mới về và được bán rất là chạy trên thị trường. Thì như đây là cái con 125 màu trắng đen, còn cái bên là 150 màu vàng cát, đó là màu đỏ mờ. Còn đây cái màu trắng đỏ 150 mới nè. Đó, này tem mới luôn nha, tem mới năm 2020. Thì vừa mới về vài ngày thôi. À, với cái màu đỏ đen mờ này là đây là hai cái màu mới. Thì hiện tại thì Vario nó sẽ có rất là nhiều màu sắc, như là màu xanh mờ, màu trắng đỏ, màu đỏ đen mờ, màu đỏ mờ, rồi màu vàng cát, màu trắng đen. Thì nó sẽ bao gồm những phiên bản là 150, 125 luôn. Thì ở giá trong dịp cận Tết này thì Vario nó có phần hơi tăng nhẹ so với những cái tháng trước đây. Thì cụ thể như là ở phiên bản 125, ở cái màu trắng này, màu trắng đen, thì nó sẽ cái giá dao động khoảng 46 triệu cho đến 46 triệu 500. Còn ở cái con phiên bản 150 thì nó sẽ có giá khoảng gần 55 cho đến 56 triệu. Thì cái giá này là giá chưa giấy tờ nha mọi người. Còn giấy tờ thì nó sẽ tùy thuộc vào nơi các bạn đăng ký nữa, có thể là huyện hay là thành phố, cho nên cái giá đó thì mình có thể ghé đến trực tiếp cửa hàng xe nhập khẩu để mình tham khảo một cái giá lăn bánh chính xác nhất. Về hồ sơ đăng ký thì ở cái dòng xe Vario này, hiện tại thì các bạn khi mà các bạn mua xe thì mình có thể đăng ký ngay luôn cũng được. Tại vì những cái dòng xe này khi mà về thì hải quan chứng nhận nó đã có sẵn, thì có thể là mình mua xe thì sẽ đăng ký được ngay. Còn như trước đây thì những dòng xe nhập khẩu có thể là khi mà mình mua xe xong mình phải đợi hải quan nó gửi về thì mình mới đăng ký được. Thì nó mất thời gian của mình hơi khá lâu, có thể là khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần. Còn bây giờ thì hải quan nó khi mà xe về thì hải quan nó cũng đã gửi về kịp luôn. Cho nên khi các bạn chọn xe và mình lấy xe xong thì có thể đăng ký được liền. Về con Vario này thì có những cái màu sắc này nó nhìn rất là sặc sỡ nè, như màu trắng đen mình nhìn cũng rất là ngầu. Ở phiên bản 125 này nó có những cái màu trắng, màu vàng cát, màu xanh, rồi màu đen. Còn 150 thì nó mới có màu đỏ mờ nha, màu đỏ mờ với màu đen đỏ mờ á, thì ở phiên bản 150 thì mới có. Về 150 hay 125 thì ở dòng Vario này các bạn chạy thì nó cũng về quẻ bề ngoài thì mình nhìn cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau ngoài cái điểm cơ bản như là về mâm xe hay là trang bị khóa smart key. Để con 125 thì nó chỉ trang bị khóa cơ và kèm theo một cái remote. Remote đó nó có hai cái chức năng, đó là chống trộm và tìm xe. Còn ở 150 thì remote nó tới 3 chức năng là chống trộm, rồi tìm xe và tắt mở khóa điện, thì nó có tới 3 chức năng. À, đây nha các bạn thấy ở con cha màu trắng đen 125 này, cái tem Vario nó được mạ rơm nổi lên nhìn rất là đẹp ha. Nó tạo điểm nhấn cho cái xe sáng hơn. Còn như mấy cái màu vàng cát hay là màu đỏ mờ thì nó cũng y chang như vậy thôi. Chỉ có một cái màu mới mà màu trắng đỏ 125 thì cái chữ Vario nó sẽ không có cái tem nổi à. Nó chỉ là một cái miếng tem nó họa tiết rồi nó dán lên thôi, nó không có cái chữ nổi như cái thằng màu trắng đen. Ở cái màu mới này cũng vậy, nó chỉ thay đổi tem ở năm 2020 này nè. Thì hai cái màu này là hai cái màu mới. Đó, như ở phiên bản 125 các bạn thấy nó chỉ trang bị khóa cơ và cái remote nó sẽ có 3 nút, nhưng mà nó hai chức năng thôi. Cái nút này là bấm tìm xe nè, nút này là cài chống trộm, nút này là mở chống trộm. Đó, nó có hai chức năng mà tới 3 nút. Ưu nhược điểm của con Vario này thì về ưu điểm trước thì nó có cái hình dáng là nhìn rất là ngầu nè, nó phù hợp với mọi cái lứa tuổi để mình chạy. Đó, và màu sắc thì rất là đa dạng. Và nói về tiết kiệm xăng thì ở cái con Vario này tiết kiệm xăng cũng rất là tốt nha mọi người. Nó tuy là động cơ 150 hay là 125 tay ga nhưng mà nó cũng không có hao xăng cho lắm. Đó, và nó chỉ có một cái nhược điểm mà lớn nhất so với cái dòng xe này, đó là cái dàn áo của nó. Nó hay kêu, mà nó kêu đủ chỗ luôn chứ không phải là nó kêu một chỗ nha. Khi mà chúng ta vận hành ở khoảng cỡ 5-6 ngàn cây vậy đó, mình chạy
chạy qua đường gồ ghề hay là đường dằn dằn chút xíu thì nó sẽ phát ra tiếng gè. Thì tại vì ở cái dòng Quairo này, cái những cái bộ vỏ nhựa của nó, nó được thiết kế là những cái miếng nhựa lắp ghép vào với nhau rất là nhiều, cho nên khi mà chúng ta vận hành nó có thể nó phát ra một cái tiếng kêu rất là khó chịu. Thì cái phần đó thì mình có thể sau khi chạy mà có thể phát hiện ra thì mình có thể đến cửa hàng để mình chỉnh sửa lại thôi. Còn cái về phần bộ ly hợp là bộ nồi á, thì mình có chạy hay bị rung giật á, thì cái đó thì do dòng xe này nó đã thiết kế ra như vậy, thì các bạn chạy mà cảm giác khó chịu á, mình có thể ghé đến các cửa hàng xe hoặc là trong hết để mình vệ sinh, hoặc là có thể là cho kỹ thuật họ làm lại một số chi tiết bên trong để cho xe mình nó tăng tốc nhẹ nhàng hơn, chạy nó thoải mái hơn. Rồi thì clip này mình cũng gửi đến các bạn những cái màu sắc của Wario 125 bằng 150 này thôi. Thì mình xin nhắc lại là ở giá nó sẽ dao động khoảng từ 46 cho đến 46 triệu 500 ở phiên bản 125. Còn phiên bản 150 thì nó sẽ dao động khoảng từ 56 triệu cho đến 56 triệu 500 chưa giấy tờ. Rồi các bạn nào nếu mà thích cái mẫu Wario này thì lựa chọn cho mình một cái màu ưng ý nhất nha. Và nhớ đăng ký kênh để xem nhiều cái mẫu xe mới trên thị trường. Rồi hẹn các bạn lại clip gần nhất.